Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Biết Bang. Mình là Vinh, thì đây là Game Fairy 5. Đây là Game Fairy 5. À thì các bạn biết không, đây là Game Fairy 5 đó. Thì bây giờ thì mình hôm nay mình không có chạy xe, không có gặp mấy này để mình hỏi coi có cái vị trí, những cái ấy không. Thì thôi thì không còn nhiệm vụ chính nữa, thì chắc là ổ phụ nữa, thì thôi mình làm nhiệm vụ chính thôi. Mình nghĩ là làm mấy cái nhiệm vụ chính cuối cùng này thì nó sẽ thống nhất được cái khu vực này. Thì rồi cái khu vực này nó mình nghĩ là nó chỉ còn bao nhiêu đây thôi. À cái không không cái khu này nó bị tối, nghĩa là cái khu vực này nó thuộc cái dạng là biệt lập. Nếu mình bơi, chỉ có bơi qua sông thì nó chỉ có sơ sơ thôi, giống như trước đây mình đã từng làm vụ dưới đây nè, thì nó là một dạng khu vực ấy. Rồi mình lại đây đi, mình lại đây làm vụ ấy này, và mình sẽ ráng ấy cho hết cái game này để mình chuyển qua game zombie luôn. Trên này thì thành game kinh dị mà coi MMR, chơi những game Far Cry nó không lên thì chơi tốn thời gian chứ làm gì. Nhưng mà đã lỡ đó, làm ra một series game thì phải làm cho hết thôi đó. Đó là những gì mà mình muốn nói đó. Rồi nghe được rồi, thì đây cái ấy nằm đây, nhiệm vụ ấy nằm đây. Cố gắng chạy nhanh lên. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng 1, 2, 3. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng 1, 2, 3, 4, hít thở, hít thở, hít thở. Thì hết nhanh quá bị chóng mặt anh em ơi, hết nhanh quá mình bị chóng mặt hết cái đường luôn này. Giờ không biết là có thấy được những gì trong game, bắn súng có được không? Ồ, vừa lại đây là có event rồi, có sự kiện để mình chơi rồi, có trò chơi mới rồi. Được rồi, anh sẽ chơi với tụi em. Cái gì đây? Ủa con chó mình đâu? Thì từ lúc rồi chó nó chết rồi, thì từ lúc mà không chơi với Tuấn nữa thì rất là thoải mái, mình được sử dụng con chó. À đây là một khu vực để tụi nó vật binh tập luyện gì đó mà xuống lại chạy lên đây. À nó tấn đang tụi nó đang tấn công khu này nhưng mà tụi nó không hề thấy được mình. Đang nín thở, đang tập trung anh em. Thì trong game này thì có mấy bạn nói là có một bạn nhất thống, nói chung bạn đó fan fan ruột fan cũ, thì bạn nói là nhớ nhất là lúc mà anh chơi Far Cry 3 thì anh tấn công thầm lặng chơi rất là vui, còn qua này chơi co-op thì anh không còn tấn công thầm lặng nữa. Thì bây giờ mình sẽ tập trung tấn công thầm lặng hơn, tại cái pha này nó đông quá. Bây giờ mình chợt nhớ lại sao lúc nãy mình không tấn công thầm lặng gì. Rồi thì sau này mình sẽ chiếm đồn hay làm vụ, mình cố gắng tấn công thầm lặng. Còn về cái ấy kia thì cũng tình huống khó, mình sẽ xài súng thôi. Nói nhẹ lên, rồi nhanh lên cha. Ừ, đeo cặp mắt kính kìa. Quên, không phải con gái thì nghỉ, vợ còn phải xôi. À, coi nhiệm vụ của anh chả là nằm đâu rồi. Trời ơi, không có sự hỗ trợ của con chó rồi. 700 mấy mét. Đây, xuống đây. Dịch chuyển xuống đây luôn. Đi về cho nó nhanh. Giờ ráng làm cho nó nhanh đó mà. Ô, mình không có chạy xe nữa. Lẽ ra mình phải nên chạy xe để mình đi tuần đúng không? Mà tại thấy là nếu một series nó không lên, không có hiệu quả thôi, mình cố gắng mình làm cho nó nhanh luôn. À đây đây đây, đợi, đợi, mình còn đi chạy là cái chỗ thằng cha này nữa chứ quên. Đây đây chắc mình sẽ lấy một chiếc máy bay và mình bay đi. Trong đây chắc chắn là mới có một chiếc máy bay sẵn rồi.
lại đây nào nói chuyện với mình, sẽ chắc mình cho mở cửa xưởng ra cho mình cái máy bay. Đoán là vậy thôi, thật ra thì mình cũng chả biết. Ủa, trong nhà hả? Nằm trong nhà rồi. Đây, vô trong đây lấy cái máy bay. Bay đi đâu đây? Ồ, máy bay chiến luôn nè. Để coi. Coi máy bay này thả bơm như thế nào. Wow, máy bay khó bay như vậy. Trời ơi thiệt. Đưa cho này người ta cái máy bay khó bay kinh dị luôn. À, tập lái, tập lái, tập lái. Dạng như cho tập lái máy bay, cái này còn chơi bị ngược nữa chứ. Thôi thì cơ bản nha mấy cha, để cho người ta dễ tập, dễ bay, đang tập lái máy bay mà để ấy mà. À, tuổi trẻ tôi, mình là một phi công trẻ và mình đang tập lái máy bay nè anh em. Ghê chưa, mình đang còn thấy ở cái lứa tuổi 22 này mà phải nói chung là lái được máy bay cũng rất là vĩ đại. Đâu phải là ai cũng ở cái lứa tuổi mình mà có thể làm phi công được đâu. Có những thông thường thì làm phi công thường người ta ở cái tuổi lớn hơn mới dám giao cho một cái nhiệm vụ là lái máy bay. Thì mình thì tuổi trẻ tài cao cho nên là mình đã được lái máy bay. Oh yeah, lái qua mấy cái lỗ vàng này. Khi mà nó còn hồng thì tốt quá rồi, mấy cái lỗ này vàng khè như là bị bệnh vậy. Tại vì ta ý giờ không mấy cũng đen đen thì nó chìm chìm màu hơn, nó cũng phức phức này sao vàng giống như bệnh như trời. Không đen thì cũng hồng chứ sao vàng. À, tập đáp luôn hả? Đúng rồi, lái máy bay mà cũng phải tới lúc mình phải đáp thôi chứ. Thì mình lái một hồi mình cũng phải đáp chứ, không lẽ mình bay hoài. Bay hoài ai chịu nổi. Săn cổ nước nôi chịu nổi. Cố gắng tập trung lên. Đúng là những lúc đúng rồi. Thằng cha hồi nãy là thằng cha già đúng không? Thằng cha già đang đào tạo cho mình là một phi công trẻ. Thuộc dạng đó là thằng già đào cạo tạo cho mình trở thành phi công trẻ. Kiểu như chả là cuộc đời chả đã trải qua là kinh nghiệm lái máy bay lâu năm, lái chiến đấu cơ lâu năm nên là chả muốn truyền lại truyền nghề cho mình để mình lái máy bay. Đó, một cái nghề rất là khó khăn. À, mình hiểu rồi. Cho mình lái xuống đây để làm cái khu vực mới luôn đó mà. Để làm sáng cái bản đồ khu vực mới. Khu vực vực mà bị tối lúc nãy mình nói dưới đây nè. Đúng là thằng cha nãy công nhận có tâm thiệt anh em. Đào tạo phi công trẻ luôn. Già biết truyền nghề. Có những người ta ích kỷ là đâu có truyền nghề đâu. Còn này là nó già rồi, nó truyền nghề cho mình. Tính ra chả cũng đâu già chừng ba mấy 40 chứ gì. Truyền nghề tốt rồi, đào tạo luôn. Cho sẵn cái máy bay lái. Quá tuyệt vời. Wow, mình cứ tưởng là mình lộn đường chứ. Sao lái lâu dữ dạ, sao máy bay này lâu quá. Thì bằng lái thì lâu quá. Trời ơi, quánh nguyên cây cầu đó luôn. Chơi vậy chết ta làm sao. Chơi nguyên cái cầu á. Nè nè, từ bay. Phá hủy nè. Phá hủy nè.
Cũng may á, là mình biết được cái từ đó là từ phá hủy. Đúng không ta? Phải không ta? Phải phá hủy không? Hay là tiêu diệt? Hay là làm biến mất gì đó? Nói chung là... thôi thì nếu đã không biết thì không nên thể hiện quá nhiều, không bị chửi nữa. Quá! Còn tí nữa dướng đầu cây rồi. Game này bắt ta lái máy bay khó quá. Khi mình bấm R làm gì trời. À, đây là chỉ là thả bơm thôi. Quá tuyệt vời, tao nói trời ơi thiệt, cái tiềm năng, cái tiềm con mẹ nó năng quá ghê luôn. Thôi vậy là mình là có tiềm năng lái máy bay rồi, anh em thấy chưa, chuẩn bị là mình có nghề mới rồi, chắc là mình phải bỏ YouTube thôi anh em à. YouTube chả mang lại được, chả mang, không kiếm cho mình kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Tao lái máy bay làm giàu to luôn. Từ này là làm gì vậy? Đáp xuống hả? Oh my god. Oh my god, look at her. Oh my god. Son of a bitch. Oh my god. You did it. Thank you. Oh my god. Oh yeah. Kim, the plane's back. Oh yeah. Oh my god. Oh come on baby. Tại vì mình đang diễn tả lại cái hành động của thằng đó đó mà. Gì vậy? Âm thanh gì vậy? This is the first time in a long time I feel like shit's actually going my way. Đẩy máy bay vô đi chứ. À, cái con mình nhân vật nữ thằng này cũng biết lợi dụng gớm nha. Please tell me they didn't fuck with her. You know, this plane's been in my family for 3 generations. Lấy được cái máy bay về mừng lắm. Kim, you coming? Yeah, I'm coming. Kêu nhỏ con chả ra coi máy bay hả? Anyway, my grandpa first got it when he got back from World War II. Trời ơi, máy bay này tụi kiếm bay trên trời thiếu gì mà lấy được máy bay làm như là báu vật quý lắm. Kim, would you just hurry up? What? Đúng. Rồi rồi rồi, có nhiệm vụ mới rồi. Dí theo máy bay đó nữa rồi á. Jesus Christ. Listen, I'm better in the air, but you are a fucking beast on the ground. I'll hit him high, you hit him low. What do you say, partner? À, chả đó tới lượt, chả lái, chả bắn mấy máy bay đó. You stay inside till I get back. Oh yeah. Oh my god. Mình quá hay anh em à. Rồi, giờ chạy tới chỗ này. Mấy mét nữa. Oh, rồi rồi rồi, quân tẩy não tụi bay được lắm, được lắm. Mình sẽ gọi chó ra. Bay được lắm. Bọn tẩy não tụi bay muốn gì? Muốn gì vô nói chuyện với anh nè. Sao? Máy bay đâu rồi? Láo quá ha, tụi bay được lắm. Ủa, trong nhà luôn hả? Này ở trong nhà luôn. Trời 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 trời.
phá cửa vô được không? Không luôn. Cái này sao ở trong nhà dày rồi. À có người trong nhà kìa. Có người trong nhà đang la làng trong lòng. Ôi đi, mày ôi hết ra luôn đi. Nhanh lên, nhanh lên. Come on. Come on, come on. Do mình quay bằng OBS nên hơi bị lắc anh em. Nên là hơi bị lắc một xíu. Trời ơi cái móc đâu rồi? À nằm trong đây nè. Ồ mình hết máu để bơm luôn hả? Ui 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 ui. Nên là có súng nhắm sẵn ở đây. Nhắm gì xa, khoảng cách xa vậy chơi gì trời. Tại đâu mày cứu đi. Ôi cái nhắm này khó bắn quá. Cha phe mình, cha phe mình. Rồi đâu rồi? Đâu nữa, đâu nữa? À, nãy là cái nhỏ la la, nãy là con của chả trong đó. Thì ra là vậy. Rồi, tụi bay tới đây. Chơi phải chạy phải không? Mày quay mặt mày lắc đầu mình tỏ vẻ ra ngầu phải không? Quay 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 kẹt rồi kẹt rồi. Nhiệm vụ dưới đây công nhận làm khó thiệt. Nhiệm vụ này phải sắp lá cà thôi chứ không có tấn công thầm lặng được. Xong chưa? Hoàn thành rồi. Biết ngay mà. Công nhận cái độ pro của anh em của mình mà anh em thấy chưa? Nhỏ gái của cha đâu? Ông nội, nhỏ gái ông đâu? Nghe tiếng gái. Don't understand what? That they're stealing our land and お前はもう死んでいる。 Nhỏ gái của cha đâu? Nội, con gái ông đâu? Nghe tiếng gái. Don't understand what? They're stealing our land and kidnapping our friends and God knows what else. Kim. Nick, your grandfather built this place. You really want to turn your back on that? And what about all the times you talked about handing off the business to our daughter? Oh, I talked about handing off the business to our son. You've seen the ultrasound. It's a girl. Well, that was on a messy black and white TV screen. You know them things ain't reliable. Nick. Cái cảnh loạn lưng. I love you. Cha con loạn lưng. Loạn lưng.
đoạn lưng lưng nhưng mà thích đọc lưng á. Well, deputy, looks like the Rye family's digging in. Hey, xã hội dân số thưa tìm người khó. Chồng chết vợ, cha lộn lưng con, tin được. Please take care of him. Đáng ghét. I'll grab my plate, partner. Còn làm gì nữa không cha? Xong hả? Ừ vậy thôi, nhiệm vụ vậy thôi chứ. Kêu làm chuyện nhiều đúng không? Rồi thì để coi cho mình được điểm kỹ năng gì đây. Hôm nay không lượm kim cương nên là không có nhiều điểm kỹ năng. Hầu như nếu mà làm thì chủ yếu là điểm kỹ năng là kim cương. Á, nhiệm vụ cho này vẫn còn tiếp. Thì chắc là để tập sau thôi. Cái nhiệm vụ còn tiếp thì để tập sau. Cái khu này chắc mình làm hết mấy nhiệm vụ chính thì mình sẽ gặp thằng bờ trùm thôi. Với lại khu này mình không gặp đồn nữa. Khu vực này nó bao phủ chỉ có nhiêu đây. Thì một số nhiệm vụ phụ là coi như là mình giải quyết gần hết rồi. Để coi. Cái nhiệm vụ này nằm tới bên đây. Đó, nó chỉ có nhiệm vụ, một số nhiệm vụ chính nè. Là nhiệm vụ này nè. Chứ là nhiệm vụ cuốn sách. Nhiệm vụ này mình nhận rồi. Chưa nhận chứ. Nhiệm vụ chạy xe nè, mình sẽ chạy cho hết. Còn cái nhiệm vụ cuốn sách thì mình phải đi tìm đủ những cuốn sách cũng như là Việt Nam Later thì sẽ không liên quan tới nhiệm vụ chính. Những cái nhiệm vụ chính mình làm hết nhiệm vụ chính chắc chắn rồi mình sẽ diệt thằng Trùm. Hay là cái thằng sĩ quan thằng Trùm ở đây, Trùm cái khu vực này. Ồ. Nên vẫn còn. Cái này là phải còn phải đủ, mình phải tích lũy, mình phải làm đủ mình mới xuất hiện thằng này. Thì tính ra cũng còn hơi bị lâu á. Rồi. Còn nhỏ bên đây thì mình giải quyết được gì nè. Thằng này vẫn chưa luôn. Để coi cái của thằng đứa nào là khó nhất. Chắc mỗi đứa nó có phải có một cái độ khó khác nhau. Nhưng mà mình xuất hiện ở đây thì chắc là đúng là thằng Trùm nó nằm ở đây chứ. Đây thằng Trùm nằm đây. Phải giết hết mấy này mới được tới thằng này. Mấy này mới ra thằng này. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.